Thầy chào các em. Hôm nay thầy sửa bài tập bài số 3 là các phép toán tổng hợp. Bài tập thứ nhất về phần ký hiệu chữ A hoa này là tập các chữ cái có trong câu có chỉ thì nên. B là tập hợp các chữ cái có trong câu có công mài sắt, có ngày nhân kim. Hãy xác định tập hợp A giao B, tập hợp A hợp với tập hợp B, tập hợp A trừ tập hợp B và tập hợp B trừ tập hợp A, tức là hiệu hai tập hợp đấy. Bây giờ muốn giải bài tập này thì trước hết các em phải liệt kê các phần tử của tập A và tập B. Bây giờ tập hợp A gồm các phần tử này. Bây giờ các em nhìn, các em sẽ thức từ từ này. C này, đến E này, đến H này, đến I này. Và mình sẽ viết bốn chữ này để theo phần alphabet nhé. C, E, H, I. C, E, H, I. À, để bây giờ đến tiếp này. N này, rồi đến chữ G này, chữ O và chữ T, đúng chưa? N, O, T, S. Tập hợp B gồm các phần tử này, bắt đầu từ phần từ A này, chữ A này, chữ C, từ 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 cho xong A, A, C. Chữ A và chữ A khác nhau nghe em. A A này, C này. Rồi các em đếm tiếp thầy coi nào. Đến chữ E đúng không? Chữ E. Rồi chữ gì nữa? Chữ R, I, chữ K. Như vậy là E, R, I, K. Được chưa nào? E, R, I, K. Và tiếp tục. Và đến K rồi đến M, đến N, rồi đến O, O rồi đến O. Như vậy là thêm M, N, O, O, I, K rồi đến M, N, O, O. M, N, chữ O và chữ O. Tiếp tục, M, N, O, O. Để chi chi các em A, B, C, D, F, G, H, I, K, M, N, O, P, Q, R, S, T. Bây giờ mình tiếp tục này. Đến chữ là O, O rồi. Bây giờ đến S, T, Y, Z, Y, Z đó. Hết chưa? Còn ra lại này còn được chưa? Sau cái dài không còn chữ nào nữa nào. Như vậy đây là mấy chữ này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 chữ. À, 14 chữ. Xong rồi, bây giờ người ta đi tìm A giao B. Bây giờ tập hợp A giao tập hợp B. Bằng khi tìm giao các tập hợp thì các em nên chọn tập hợp có ít phần tử hơn để chúng ta dò, đúng không? Đầu tiên chúng ta có chữ C này, chữ E này, C, E là giống nhau này, C này, E này, H này, không có đúng không? H không có, I này, N này, rồi đến O này, O đó, rồi đến T. À, như vậy chúng ta có là C, E, I, N, O, T. À. C, E, I, N, O, T. Bây giờ các em tìm cho thầy tập hợp A hợp tập hợp B. Khi liệt tập hợp A hợp tập B là các em liệt kê các phần tử của tập lớn đấy.
ở đây thầy sẽ thu từ từ ở phần 5 phái B rồi, cho mình cố gắng do từ từ vì mình đối chiếu phía trên nhá, để theo tập hợp B nhá. A hợp B là tập là một tập hợp gồm cả phân tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B, mà tập B nhiều phân tử hơn cho nên mình phải do trên tập B. Còn A cho B là gồm những phân tử chung của A và B thì mình do từ cái tập ít phân tử hơn, đúng không nào? Hai cái này nó rõ ràng vậy đấy. Tập A hợp với tập B gồm các phân tử hợp này A C này E đây cũng có này, C đây cũng có này, E đây cũng có này, G này, rồi đến H này, Y đây cũng có, đây cũng có này, K này đây có này, M đây có này, N đây có này, O này, O này, O đây có này, S đây có này, T đây có rồi này, Y dài, hết. Để bao nhiêu chữ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 chữ. Thì vậy là 15 chữ. Em kiểm tra lại đúng chưa? À đúng rồi. Bây giờ chúng ta có A giao B, A hợp B rồi. Bây giờ là qua tập là A trừ B. A trừ B là gồm các phân tử thuộc A nhưng mà lại không thuộc B. Như vậy là mình phải do các phân tử từ A. Những phân tử nào trong A mà giống B là mình không được ghi vào đó. Bây giờ có A trừ B. Hiệu của hai tập hợp A và B là gồm các phân tử x thuộc A nhưng không thuộc B, như vậy mình do từ A đúng không? Thì C có đúng được này, E thì có, mà C A có B, B có đúng được này, E A có B có là không được này, H và được này, vì H thuộc A mà không thuộc B này, và chữ Y này thuộc A mà có thuộc B này, chữ N thuộc A và thuộc B này, chữ O thuộc A và thuộc B này, chữ T thuộc A và thuộc B, như vậy là chỉ có một phần thứ hai thôi. Ví dụ qua tập thứ hai là tập hiệu của B, hiệu của tập B trừ tập A hiệu của B trừ A là gồm các phân tử thuộc B nhưng mà không thuộc A. Thì bây giờ mình do từ A cho lên đúng không? À, do từ B cho lên chứ, do từ B cho lên. A là được này, A là thuộc B mà không thuộc A này, chữ C không được này, chữ E không được này, chữ R được này, chữ Y không được này, chữ K được này, chữ M này là được, chữ N cũng được vì N có trong A này, chữ O cũng được này, chữ O cũng được này, chữ O được này, chữ S được này, chữ T cũng được này, chữ Y được này, vì dài người ta gọi Y đó. Như vậy mình được cặp chữ nào? A R K N O M O M O S I N được e N được vậy, N trên này có N có M. Như vậy là kém được mấy phân tử? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phân tử. Như vậy là chúng ta tìm xong rồi. Ở đây kém lưu ý thầy, trong chữ cái tiếng Việt đó, chữ A khác nhau, chữ O khác nhau, còn chữ A với chữ A là giống nhau, là từ chữ A. Chữ A vì chữ A là như nhau, nhưng mà chữ A là chỗ sắt đấy nghe, vì chữ A là như nhau,
nhưng như chữ A với chữ ở là khác nhau, nên lưu ý thì chỗ này đi. Bây giờ thì qua bài số 2, vẽ lại các cái chéo các tập hợp như vậy, hình vẽ giống nhau này viết hay năm viết ba lần, rồi tìm là ai giao B, A hợp B và ai chiều của A và B mà bốn lần như thế này này, thì như vậy là các em phải cái chéo cái tập hợp mà đã ghi ở đây. Ví dụ tập hợp A giao B thì chúng ta phải nhớ A giao B là một tập hợp gồm các phân tử vừa thuộc A vừa thuộc B, như vậy là cái chéo phần này. A hợp B là gồm các phân tử x hoặc thuộc A hoặc thuộc B, nhưng mà nó phải chéo tất cả. Hiệu của A trừ B là gồm các phần tử x thuộc A và x không thuộc B, như vậy là tập hợp này là gồm chỉ có phần tử chỗ này thôi. Qua đây A sau B là bằng tập rộng, bởi vì có phân tử chung đúng không nào, rộng không có phân tử chung. A hợp B là gồm cả phân tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B, như vậy là đẹp cả hai. Đây là hai tập này nó rơi nhau, có phân tử nào chung thì hiệu của A và B là gồm cả phân tử thuộc tập A và không thuộc tập B thì chính là tập A. À, bây giờ qua hình thứ ba, A giao B, trong hình này là B là tập con của A, thì A giao B chính là gồm cả phân tử vừa thuộc B vừa thuộc A, mà A B là con của A cho nên là chính là tập B rồi. Bây giờ A hợp với B để gồm các phân tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B, mà các phân tử thuộc B thì là thuộc A rồi, cho nên là hợp của hai tập hợp này là gặp cả tập hợp A. Bây giờ A trừ B, A trừ B trong trường hợp này là B là tập con của tập A này, B là tập con của tập A, thì A trừ B là phân bù của B ở trong A. Như vậy là phần mu của B trong A là cái phần phía ngoài như các em này. À, phần mu. Bây giờ qua hình thứ tư. Nhưng mà bây giờ các em thấy là A là tập con của B, thì A giao với B chính là tập A, vì là phân tử chung. A giao B là phân tử, vì A là con của B cho nên mọi phân tử của A cũng là phân tử của B đúng không? Cho nên là A giao B là chính là tập A. A là tập con của tập B, mà A hợp B là gồm cả phân tử hoặc thuộc A hoặc thuộc B, như vậy là các phân tử này là thuộc B. Thuộc B thì nó chứa những phân tử thuộc A, như vậy là em chéo cả tập B này. À, rồi hết. A là tập con của B, A trừ B tức là gồm những phân tử thuộc A mà là không thuộc B, nhưng mà những phân tử thuộc A đấy nó là thuộc B, như vậy là cũng có phân tử nào cả, đây là tập rộng. Thế nhắc lại này, tập của A là tập con của tập B này, mà hiệu của A và B là gồm các phân tử x thuộc A và x không thuộc B, nhưng mà vì A là con của B cho nên những phân tử thuộc A đều thuộc B, như vậy không có phần tử nào cả, có tập rộng. Bây giờ chúng ta qua cái bài tập cuối cùng. Bài tập này là trong số 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học sinh giỏi, 20 bạn được xếp thành tích tốt. Trong đó, tức là trong số 35 em này này, có 10 bạn vừa học được giỏi vừa thành tích tốt. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng? Biết rằng muốn được khen thưởng, bạn đó phải học được giỏi hoặc thành tích tốt. Thì bây giờ muốn làm bài này thì trước hết chúng ta phải phân biệt được là cái tập hợp học sinh giỏi, có học lực giỏi, học lực khá và
học lực chỉ xảy ra là một là giỏi, hai là khá thôi. Thì bây giờ thầy phân biệt thứ nhất này, gọi A này là 20 em được xếp hành kiểm tốt. Nhớ là trong 20 em hành kiểm tốt này á, là có một số có cả là học lực giỏi nữa đấy nhá. Bây giờ tôi giải. Thì gọi A là tập hợp 20 học sinh được xếp hành kiểm tốt. Gọi tập hợp A là 20 học sinh là tập hợp có 20 học sinh được xếp hành kiểm tốt. Thì được tắt học sinh hành kiểm tốt nhé. Thì tiếp tục gọi B là tập hợp 15 học sinh được xếp học được giỏi. Như vậy thì số học sinh được khen thưởng là bao nhiêu bé? Là cái số học sinh hợp của A với B đúng không? Mà trừ cho cái số học sinh mà vừa giỏi vừa khá là 10 em, đúng không? Nhưng mà vừa giỏi vừa khá là 10 em thì như vậy là giáo của tập A và tập B về số học sinh được khen thưởng sẽ là này. Được khen sẽ là hợp của hai cái tập A và B này, mà trừ đi là hợp của hai cái, tức là tính tổng hai số học sinh của A và B để trừ đi cái số học sinh vừa giỏi vừa khá, bởi vì vừa giỏi vừa khá được tính lại lần thứ hai này. Vừa giỏi vừa khá 10 em nó được tính lần thứ hai ở trong 20 em và 15 em này. Này, trừ cho cái số học sinh là ai giao về à. Tức là số học sinh học hai cái bàn này, học sinh A này là 20 xếp hành kiểm tốt này, B là 15 em học lực giỏi này, mà ai giao B là 10 em trong cái số 35 em nó là vừa học lực giỏi và hành kiểm tốt này. Số học sinh là khen này, vậy ta có này, lấy số 20 này cộng với số 15 này để trừ đi số học sinh mà vừa giỏi vừa khá trong tổng số này được 10 em, như vậy chúng ta được là bao nhiêu? Được 25 em được khen thưởng. Như vậy đó, trả lời chỗ này là có 25 em được khen thưởng. Như vậy chúng ta xong bài thứ nhất. Bây giờ là lớp có 45 em thôi mà 25 em được khen thưởng thì số còn lại là không được khen thưởng. Như vậy là 45 trừ cho 25 là 20. Câu này thì nó dễ đúng không? Số học sinh không được khen thưởng này không được khen thưởng
sẽ là 45 trừ cho 25, vậy là bằng 20 em. Đây là chị em mình đúng không ạ? À, 20 em. Vậy đáp số là 20 em. Bây giờ câu số 4 cho tập hợp A, hãy xác định A giao với A. A giao với A là tập hợp gồm những phần tử vừa thuộc A vừa thuộc A, đó là tập A. A hợp với A là những phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc A, đó chính là tập A. A giao với rộng là một tập hợp gồm cả phần tử vừa thuộc tập rộng vừa thuộc tập A, mà tập rộng thì không có phần tử nào, cho nên nó là tập rộng. A hợp với rộng là tập hợp cả phần tử hoặc thuộc A hoặc thuộc rộng, như vậy là những phần tử đó là thuộc A, chính là tập A. Phần bù của A trong A là gồm cả phần tử thuộc A nhưng mà không thuộc A, không có phần tử nào thuộc A mà không thuộc A cả, như vậy là tập này là tập rộng. Phần bù của A trong A là tập rộng. Phần bù của rộng trong A tức là tập hợp tất cả những phần tử thuộc A nhưng cũng thuộc tập rộng. Tập rộng có phần tử nào đâu, cho nên thuộc A thuộc tập rộng thì chắc chắn là tập A. Như vậy là chúng ta kết thúc bài tập bài số 3. Bài này đơn giản nhưng mà có những vấn đề hơi gay cấn và nghe. Bởi vì nếu các em mà không rõ ràng về khái niệm thì rõ ràng chúng ta dễ nhầm lẫn. Cuối cùng thầy chúc các em học tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.